Okay. Xin chào anh em đã quay trở lại với cả tư vấn TV rồi. Thì mình đã tư vấn cho các bạn men, cho các bạn CPU, cho các bạn man. Thì bây giờ các bạn nào mà chưa mua cạc, cạc trâu, các bạn sợ cạc trâu thì bây giờ các bạn mua cạc mới. Rồi, bây giờ các bạn mua cạc mới thì sẽ có những option nào? Tại vì thực sự là bây giờ thế giới cạc mới nó cũng khá là lông bông và mức giá nó cứ bị chè lên, đè lên nhau ấy. Nên là nhiều bạn cũng không biết. Thế nên bây giờ mình đang list ra tất cả những con cạc còn hàng tại Acom. Anh có thể mua ngay lập tức, mua ngay bây giờ. Đấy. Và hiện tại thì đang tại Acom thì đang có những mẫu như sau này: bộ 090 này, 3080 này, 3090 Ti. 3080 có chứ. À, bộ nhầm, bộ 080, 4090, 4080 này. 3090 Ti. 3090, 080 Ti, 3070 Ti, 060 Ti, 3060, 50, 2060. 1660 Super. 1080 Ti với cả 1030 và 730 nữa. Mấy con đấy không, nhưng mà vẫn phải cho vào bài toán nhỡ đâu nó lại là hay, đúng không? Rồi thì bây giờ thì mình gọi là mình tính toán ra cái nào đáng mua bằng phép toán. Bây giờ phép toán của Hoàng là gì? Thật cho anh em này, toán học một tí nhá. Thì đầu tiên toán học một tí nhá, là mình sẽ lấy mức giá thấp nhất của chiếc cạc, tức là ví dụ như là 4090 giá thấp nhất của nó là 48.999.000, đấy là mức giá thấp nhất, tức là những con cạc thấp nhất mà anh em có thể mua. Đồng thời mình sẽ lấy phần trăm của tức là tỷ lệ hiệu năng dựa trên power tick power up. Ví dụ như là con 4080 thì bằng với cả là 80% so với cả con 4090, kiểu kiểu như thế. Và tiếp theo nữa là mình lấy giá của các con thấp hơn rồi chia so với cả giá của 4090 để tìm tỷ lệ của tức là tỷ lệ tương quan, tỷ lệ giá để xem ra là giá của ví dụ 4090 so thế nào với cả 4080 so thế nào với cả 4090. Ví dụ như chẳng hạn đây, trong bài toán của mình đây, chẳng hạn như là đầu tiên 3070 con đá mua nhất đi. Ví dụ như 3080 Ti đúng không? Hiệu năng thì bằng 63% so với cả 3090, nhưng mức giá lại chỉ có là 46% thôi. Thế tức là một khoảng cách rất là lớn. Vậy tức là chúng ta sẽ được cháy tiền hơn với mức hiệu năng cao hơn. Thế đấy là đáng mua anh em nhá. Thì con số đầu tiên, con cạc đầu tiên anh đang xem sẽ là con số hiện tỷ lệ đến 16, chính là 3080 Ti với mức giá là 23 triệu. 23 triệu, và 23 triệu là anh em đã được một chiếc cạc gọi là 63% so với cả 4090 rồi. Thế mà để em đánh giá là 20 mấy triệu mà mua mới thì chúng ta sẽ vẫn được full bảo hành này, được tất cả mọi thứ này đảm bảo này. Còn nếu mà anh em nào mà hôm trước chốt sale được 3090 mà 20 triệu của bên mình ấy thì còn cháy hơn đấy. Nhưng mà thực ra thì 3090 được ké hơn mỗi con 3080 Ti là có VRAM cao hơn, to hơn thôi, chứ hiệu năng gaming của nó tách cứ 1%. Nói chung là chúng tranh nhau khoảng tầm là bao nhiêu đây, tranh nhau 7 triệu. Tranh nhau 7 triệu, 23 với 29 là 6 triệu. 6 triệu, tranh mà 6 triệu mà hiệu năng tranh nhau được tí tẹo 1% thì không đáng, đúng không? Đúng. 3080 Ti trở nên thành một gọi là lựa chọn hoàn hảo rất là nhiều. Nếu mà anh em không muốn mua con đấy thì tức là đây là một con mà từ trước gọi là em cũng đã tư vấn các bạn rồi là con 3080 Ti, nhưng mà tính ra bằng phép toán, bằng khoa học thì nó đúng là một con tốt thật, cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Cái mức giá là khoảng tầm 10 triệu rưỡi. 10 triệu rưỡi và bây giờ chúng ta đã mua chiếc 3080 Ti mà hiệu năng của nó thì bằng với cả bao nhiêu phần trăm đây? Là bằng 37%, nhưng mà mức giá của nó chỉ là 21% so với cả 3090 thôi. Và con 3060 Ti này anh em bây giờ mua cũ khoảng tầm 6 triệu đúng không? 6 triệu rưỡi tới 7 triệu nữa, tùy vào cấp mẫu. Nói chung là anh có hai lựa chọn bây giờ nhá, cạc cũ thì anh em sẽ là được cái cạc giá rẻ so với cả giá rất rẻ so với hiệu năng, nhưng mà sẽ bù lại thế là chẳng may nó bảo hành thế nào. Đúng đấy rồi, thì các bạn may màu rồi, chả còn gì để gọi là khóc với sầu nữa rồi. Đúng, còn nếu mà cạc mới thì các bạn chấp nhận mức giá cao hơn. Đúng rồi, mua giá cao hơn. Nhưng mà bù lại các bạn mua là mua bảo hành, mua được là mua sự yên tâm khi các bạn và các bạn mua mùi tố mới. Đúng rồi. Bảo hành thường là 3 tới 4 năm nhỉ, tùy các hãng. Tức là YouTube họ sẽ còn có bảo hành thêm nữa, bảo hành thêm 2 năm nữa. Còn các hãng thì đa số là 3 năm. Các cũ toàn mùi rơm thuần châu thôi. Cạc mới có mùi nhựa mới, hít phát là mất mấy triệu. Thế, và tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một chiếc cạc khác có mang tên là cạc 3070 Ti. Thì tại vì đơn giản là mình không có 3070 ở đây, nên là 3070 Ti đã thành ra lại chiếm spotlight ở bây giờ. 16 triệu mà chúng ta sẽ được một chiếc cạc màn hình bao nhiêu đây, mức giá của nó 16 triệu mà hiệu năng bằng 47%, một nửa, gần nửa, gần nửa so với cả một chiếc 4090. Thế mà giá chỉ có 30% thôi, 1/3 thôi, 1/3. Thế sao lại không mua đúng không? Đấy. Và lên gaming 4K thì con 3070 Ti này rất là ngon, là chuẩn luôn. Tức là mình cảm thấy rằng là 3070 Ti là tối thiểu, là tức là một cái mức tối thiểu cho 4K thoải mái. Đúng rồi. Tức là trên 60fps mà mức setting không bị để thấp nhất. Đúng rồi. Và cũng khoảng tầm medium thứ hai. Đấy, để đảm bảo có một trải nghiệm 4K tuyệt vời nhất. Rồi. Vì anh em phải tưởng tượng là chơi màn hình 4K mà lại chơi ở mức setting lâu thì anh em nhìn thấy hết texture các kiểu đúng không? Không hại thế. Đấy.
Thế là đồ hôm nhá. Tiếp theo ở những con số tiếp theo chủ yếu nằm ở phân khúc phổ thông. Phổ thông hơn, đúng chúng rồi. Ta sẽ có là 305 hai chiếc cả mình đứng cùng vị trí. 3060. 3060 và 2060 đều là khoảng tầm 12%. Đúng rồi. Tức là trên này khoảng tầm 12%. 3060 thì hiệu năng bằng với cả 1/3, gần 1/3 so với cả 4090. Mà giá chỉ có 18%. Vâng, giá có 18% thôi. Còn 2060 thì là bằng 1/4 so với cả 4090. Nhưng mà hiệu năng thì lại là 1/ giá 1/8, 1/8, gần 1/8. 1/8. Thế anh em phải tưởng tượng là thế là quá hơi đúng không? 2060 rất ngon. 2060 rất ngon lắm. Thành ra là 3050 thành tuổi. Ok luôn anh em nhá. Nên là vì thế mà vấn đề tiếp theo chúng ta bây giờ sau 2060 đi thì 1660 Super lại là món cả đáng mua. Đáng mua hơn cả 3050 luôn. Tại vì hiệu năng của nó gần với 3050 nhưng lại giá lại thấp hơn rất là nhiều. Giá nó chỉ có một con ít nhất chỉ có 4 triệu thôi, 4 triệu 7, 4 triệu 8 thôi. Mà trong khi 3050 là bắt đầu từ giá là 6 triệu 1. Thế và khi mà con 1660 Super ấy, nó sẽ có hiệu năng là khoảng 20%, 1/5 so với cả con 4090, nhưng mà giá thì chưa 1/10. Chưa 1/10, đấy. Mà đấy anh em nhìn ở trong cái bảng này thì sẽ là 3050 là cao hơn cả 1660 Super có 1% thôi. Thế nên là 1660 Super quá đáng. Đến những phần mà gọi là không ổn cho lắm. Không ổn đúng không? Thì chúng ta sẽ có hai chiếc cạc. Hai chiếc cạc này nói tên cho đủ đi. Hai chiếc cạc này đẻ ra nó đã không ổn rồi. Bây giờ đến 4-5 năm nó vẫn không ổn. Đấy chính là chiếc cạc GT 1030 và 730. Thôi con này nói tên rồi nhá, anh em đừng mua. Đừng mua thật rồi. Đừng mua. Chúng mình cũng không muốn phân tích về giá đâu. anh em phải hiểu là trong cái bảng này nó còn là âm. Tiếp theo là 1050T, bây giờ cũng cổ quá rồi. Vâng, cổ quá rồi, không đáng mua nữa. Tức là nó không đáng mua, thì mình không nghĩ là trường hợp cho để anh em đáng mua. Ví dụ bây giờ là bỏ 3 triệu 6 mua 1050T thì thôi thêm 1 triệu nữa mua 1650 thì ngon hơn. Bỏ thêm 1 triệu nữa là chúng ta được 1650 Super rồi anh. Ừ, tội gì mua 1050T nữa. Đúng rồi, việc gì phải mua 1050T nữa. Chẳng hiểu gì là tôi trông vứt A380. Đấy, còn những con cạc mà không giá, tức là giá trị không cao sẽ bao gồm là 4090 này, 3090T này, 3090 này. Đấy, và đấy những con vừa rồi mà chúng mình vừa nói, tức là những con này vẫn mua được nhưng mà tức là kiểu cái tỷ lệ giá tiền và hiệu năng của nó không cao ấy. Thế và còn nếu mà anh em muốn best of the best thì là 4090 rồi. Đấy, và bây giờ thực sự là mức chênh lệch giá giữa 4080 và 4090 nó khoảng tầm là 10 triệu, khoảng tầm 10 triệu. Và anh em đã bỏ ra 40 triệu mua con cạc thì thôi thêm 10 triệu cho mình mua 4090 đi. Đúng rồi, sao phải ngại ngùng đúng không? 4090 cho nó mapping đi. Ừ. Thực sự thì theo nhiều bài review ấy, người ta bảo là 4080 khiến cho 4090 cảm giác xịn hơn. Bây giờ chúng ta có một chênh khoảng tầm 10 triệu nhưng mà chúng ta có đến 20% hiệu năng. Đấy, thế. Tội gì? Sao mà không trả đúng không? Đúng không? Mua luôn. Đấy. Đấy. Nhá. Đấy là list những con cạc ok nhá. 3080T này, 3070T, 3060T này, 3060 này, 2060 này, 1660 Super. Đấy, đấy. Còn đấy đáng mua cho tiền ta. Đúng rồi. Nếu mà mua moi anh em nhá. Đúng rồi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các số tư vấn tuần sau.